Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay chúng ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có thể vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hôm nạp vận ra sao trong tháng 4 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mưu mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Nhâm Tuất. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn là người thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết họ đều nhận được sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất của họ lại khá nóng nảy và cứng đầu. Chỉ cần họ biết tiết chế điều này thì chắc hẳn. Chỉ cần họ biết tiết chế điều này, ắt hẳn sẽ thăng tiến trong sự nghiệp. Dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong công việc, ngay tuổi Nhâm Tuất 1982, mệnh Đại Hải Thủy là người khiêm nhường và ham học hỏi. Họ coi trọng ý kiến của người khác trước và tích cực học hỏi kinh nghiệm của tiền bối để tự bồi dưỡng cho mình. Cũng nhờ thế mà họ tiến bộ rất nhanh trên con đường mà mình đã chọn và có được những điều mình hoàn mong muốn bằng chính sức lực của mình. Họ cũng là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết đặt ra những kế hoạch dài hơi có lợi cho mình. Đã làm gì là họ sẽ làm đến cùng, công việc và đam mê công việc của mình. Mọi chuyện họ làm đều theo kế hoạch, nhờ thế mà khả năng thành công cũng cao hơn. Ngoài ra, tử vi tháng 4 âm lịch tuổi Nhâm Tuất cho rằng đây là thời điểm mà công việc của bản mệnh gặp khá nhiều khó khăn. Chính vì thế mà cuộc sống càng ngày càng nhiều áp lực. Bản mệnh đang có phần lơ là với việc cần làm, chính vì lẽ đó nên dễ mắc sai lầm. Quyết định nông nổi, bồng bột thời điểm này có thể sẽ khiến bản mệnh trả giá khá đắt, nhưng chỉ có thể trách bản thân chứ chẳng thể đổ lỗi cho ai. Bản mệnh nên dành thời gian để suy nghĩ, tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Quý âm thủy gặp tốt dương thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Bước sang tháng tự âm lịch, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng tự âm lịch, thì những gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ trước thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật để ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống.
Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Tử vi tháng 4 của tuổi Nhâm Tuất dự đoán rằng những người sinh năm 1982 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bản mệnh còn nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bản mệnh có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bản mệnh nỗ lực không ngừng, cuối cùng bản mệnh sẽ đạt được mục tiêu. Ngoài ra, kết quả quý gia chủ đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm trong mắt đồng nghiệp. Khoảng thời gian này, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất mang bên mình vật phẩm phong thủy, âm sắc khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để kích con đường công danh, tài lộc thêm phần nở rộ, thành công. Đây là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc của những gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 4 âm lịch sẽ gặp khá nhiều may mắn. Bản mệnh nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc bản mệnh dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong thời tháng này. Việc bản mệnh phần lớn dành thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Hơn nữa, tuổi Nhâm Tuất rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo tạo cho bản mệnh khoản tích lũy không hề nhỏ. Như vậy, bản mệnh lại có tính phóng khoáng, chi tiêu không kế hoạch nên tiền làm ra cũng không giữ được bao nhiêu. Cho nên bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể thì mới có thể để ra được. Không như vậy, trong thời gian này, bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện. Từ đó, có thể bản mệnh sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ và có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhân lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng. Chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức sẽ lợi bất cập hại. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Trong tháng 4 âm lịch, tình yêu và mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho những người sinh năm 1982. Bản mệnh ai đó có thể phải lòng ai và cần nắm bắt cơ hội hai bạn sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Với những người không phù hợp, hãy nhất quyết từ chối không liên quan, chỉ tốn thêm thời gian và tiền bạc. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều. Nhắc tới chuyện tình cảm, những người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa, để giữ gìn hòa khí. May mắn trong tháng này, gia đình sẽ có chuyện vui, có thể là một chuyến đi du lịch nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm của gia đình, cải thiện mối quan hệ với các thành viên. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng này, sức khỏe của những người tuổi Nhâm Tuất không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân. Cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu bản mệnh tiếp tục thức khuya và uống rượu. Ngoài ra, nếu bản mệnh đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Hãy ra ngoài thay đổi không khí hoặc tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, đem lại sức khỏe, bình an trong tâm thức. Quý vị thân mến,
Trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng tư âm lịch để quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng tư âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ nạp âm trường lưu thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sử, dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá túy. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất, 9 tháng 4 tới ngày 20 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 4 tới ngày 1 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 8 tháng 4, tức ngày 19 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Đinh Mão, nạp âm Lô Trung Họa. Thứ hai, ngày âm lịch 20 tháng 4, tức ngày 31 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mão, nạp âm Thành Đầu Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Nhâm Tuất trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hòa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc tử vi 12 năm, những dự định tử vi công việc 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị, các bạn luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.